Ngọc. Đâu? Ủa? Anh ơi. Mấy mẹ, con về rồi. Đây là Ian, bạn con hả? Dạ, con chào bác. Em muốn nằm trên hay nằm dưới? Wow, canh chua. Hình như lâu rồi bên đó mình không có nấu đúng không? Ủa, bởi là tụi con ở chung nhau à? Rồi anh tính khi nào mình nói chuyện này với mẹ? Cái quan trọng á là phải có trưởng nam trong nhà. Không có con là không được đâu nghe. Cưới vợ đi, xong rồi đẻ đứa con, để mẹ con á có cháu ẩm bập. Nhưng mà con yêu Vân, con chuyện hai đứa con về Việt Nam lần này, tụi con không biết là đúng hay là sai nữa. Bây giờ con nói cho mọi người biết là con sẽ tính tương lai làm sao ha. Nói lớn lên nha. Bây giờ ta sẽ để lại nụ hôn một lần với ai.